đánh vào hậu cần của Kiev. Hoàng Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, chiến trường Ukraine đang có những diễn biến mới gây bất lợi cho kỳ vọng đàm phán sau cuộc phản công của Washington. Một điểm nổi bật trong những thất bại đó là tính hiệu quả bất ngờ từ các máy bay cảm tử mà quân đội Nga đang sử dụng. Và ngay sau đây sẽ là thông tin chi tiết về những sự kiện mới này. Tin tức từ chiến trường. Vào sáng sớm ngày hôm nay, ngày 8 tháng 5, người sáng lập PMC Wagner Yevgeny Prigozhin đã cho biết rằng ngày hôm nay các đơn vị Wagner PMC đã tiến được 53.000m, 2,37 km² vẫn nằm dưới sự kiểm soát của kẻ thù. Chúng tôi đang tiến về phía trước, chúng tôi đang chờ đợi nhận được đạn dược, ông ấy nói thêm. Trước đó vào hôm 7 tháng 5 thì ông Prigozhin đã cho biết rằng PMC Wagner sẽ nhận được đạn dược và vũ khí để tiếp tục chiến sự, và Tổng Tư lệnh Lực lượng Hàng không Vũ trụ Liên bang Nga Sergei Surovikin sẽ giám sát việc ra quyết định trong khuôn khổ các hoạt động chiến đấu của PMC với sự hợp tác của Bộ Quốc phòng. Hôm qua thì Wagner đã tuyên bố rút khỏi Bakhmut và lui về hậu phương. Họ cũng nói rằng đã sẵn sàng chuyển giao chiến trường cho lực lượng Chechnya. Tuy nhiên, việc lực lượng Chechnya thay thế Wagner không phải là một tin tốt cho lực lượng vũ trang Ukraine. Vì hôm nay, người đứng đầu Chechnya Ramzan Kadyrov đã nói trên kênh Telegram của mình rằng Wagner lẽ ra phải thay đổi chiến thuật và chiếm lấy Bakhmut. Sau mỗi trận đánh cần phải thay đổi chiến thuật theo tình hình thực tế, cũng giống như cách mà các đơn vị khác đã làm khi họ giải phóng những thành phố phức tạp giống như Bakhmut trong tình hình thiếu thốn hậu cần vào năm 2022. Nhìn chung thì người đứng đầu lực lượng Chechnya tỏ ra quyết đoán hơn trong chiến thuật nhằm đạt được mục tiêu sớm hơn. Và điều này đồng nghĩa với việc lực lượng vũ trang Ukraine không thể thở phào nhẹ nhõm vì tuyên bố rút về hậu phương của lực lượng Wagner. Mà ngược lại, họ sẽ vấp phải lực lượng thiện chiến hơn và chắc chắn sẽ khó nhằn hơn. Điều này đã lý giải cho việc lực lượng vũ trang Ukraine đã phản ứng khá tỉnh táo trong việc tuyên bố rút về hậu phương của Wagner. Họ nghi ngờ đây là chiêu tung hỏa mù để dụ lực lượng vũ trang dồn lực phản công và sau đó sập bẫy của người Nga. Vào cuối ngày hôm qua, tư lệnh lực lượng mặt đất của lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Siki cùng với các chỉ huy khác của quân đội Ukraine đã đưa ra quyết định tác chiến đối với tình hình ở Bakhmut. Chỉ huy bộ binh cũng đã lưu ý rằng quân đội Nga sẽ làm mọi cách để chiếm được thành phố này. Họ đã thảo luận về các biện pháp để bảo vệ Bakhmut tốt nhất và gây thiệt hại tối đa cho các chiến binh Wagner. Các quyết định tác chiến cần thiết đã được đưa ra ngay tại chỗ. Trên thực tế, hiện nay phía Ukraine đã để mất 95% diện tích của thành phố vào tay Nga. Trong tình thế này thì không biết ban chỉ huy quân sự của Ukraine sẽ bảo vệ Bakhmut tốt nhất và gây thiệt hại tối đa cho Wagner bằng cách nào đây? Xóa sổ kho đạn, tấn công điểm tập kết thiết bị của Ukraine. Vào cuối ngày hôm qua, ngày 7 tháng 5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong báo cáo của mình rằng lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy một kho đạn của đơn vị Rise Sector. Nhóm này bị Nga coi là tổ chức khủng bố tại khu vực Kharkiv. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã báo cáo về một cuộc tấn công của quân đội Nga vào vị trí chỉ huy của nhóm quân Ukraine tại Kherson. Ngoài ra, Chủ tịch phong trào chúng ta cùng với nước Nga Vladimir Rogov cũng đã tuyên bố phá hủy kho đạn dược, nhiên liệu và dầu nhờn của quân đội Ukraine ở Palovgrad. Đáng chú ý là Kiev đã lên kế hoạch sử dụng các nguồn lực này trong cuộc phản công sắp tới của mình. Như vậy, đòn đáp trả này của Nga đã khiến kế hoạch phản công của Ukraine chỉ còn là tham chiến với những báng súng làm vũ khí. Trong bối cảnh này, vào sáng sáng ngày hôm nay thì cảnh báo hàng không đã được công bố tại một số khu vực của Ukraine cùng một lúc. Cư dân các vùng Vinnytsia, Kirovograd, Chernihiv, Zhytomyr, Kharkiv và Poltava đã được cảnh báo về mối nguy hiểm từ trên không. Ngoài ra, trước đó chuông báo động đã được vang lên ở các vùng Odessa và Mykolaiv cùng với Dnipropetrovsk, cũng như là một phần của vùng Kherson do Ukraine kiểm soát. Trước đó đã có thông tin cho rằng đã xảy ra các vụ nổ ở Odessa vào đêm ngày Chủ nhật. Ngoài ra, 3 vụ nổ đã được báo cáo bởi người dân ở thành phố Nikolaev. Các phóng viên quân sự Nga đã phát hiện ra các vị trí bị tên lửa tấn công ở Odessa là cây cầu và sân bay quân sự Skolny. Hiện tại thì không có thông tin nào về mục tiêu cụ thể bị phá hủy. Tuy nhiên, được biết trước khi xảy ra sự kiện thì khoảng 20 máy bay chiến đấu MiG-29, trực thăng Mi-8 và máy bay vận tải đã tập kết tại khu vực này. Theo một số báo cáo, sân bay Skolny đóng vai trò là điểm tập kết của các máy bay không người lái PD-1, PD-2 và UZ-22. Chúng được cho là dùng để thực hiện các cuộc tấn công vào Crimea. Vị trí của sân bay này khá gần với sân bay Odessa và chiều dài đường băng là 2,8 km, là địa điểm phù hợp để thực hiện các vụ phóng UAV. Cho đến nay thì vẫn chưa thể xác định được quy mô thiệt hại, nhưng mà vụ tấn công này đã khiến việc tập kết thiết bị của lực lượng vũ trang Ukraine bị ảnh hưởng. Ngọn lửa đã bùng phát dữ dội sau những vụ nổ. Cần phải lưu ý rằng mục đích của cuộc tấn công này là làm suy yếu công tác hậu cần của lực lượng vũ trang Ukraine. Và hiện tại trên chiến trường thì cả hai bên đều đang nhắm vào mục tiêu cơ sở hậu cần của nhau. Phía Ukraine hôm nay cũng đã tấn công vào các con đường nông thôn nối hậu phương Nga với tiền tuyến.
Điều này đã được nguyên Phó Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Rogozin tuyên bố. Ông ấy nói rằng kẻ địch đã dùng các phương tiện sẵn có nhằm mục tiêu vào các tuyến đường này và có thể cản trở việc di chuyển tiếp tế của quân ta. Nga đẩy lùi cuộc tấn công ồ ạt của 22 drone. Nếu như ngày hôm qua, Ukraine đã thực hiện cuộc tấn công cầu Crimea, thì ngay sau đó phía quân đội Nga cũng đã báo cáo đẩy lùi thành công mối đe dọa, phá hủy 22 máy bay không người lái của kẻ thù. Vụ việc này đã xảy ra vào ban đêm trên Biển Đen. Nguồn tin của Aviapro cho biết rằng 22 máy bay không người lái của lực lượng vũ trang Ukraine đã được tìm thấy trên bầu trời Biển Đen, đang tìm cách để tiếp cận bán đảo Crimea. Kết quả là các phương tiện bay này đã bị trúng tên lửa phòng không và bị áp chế bởi phương tiện tác chiến điện tử Nga. Việc đẩy lùi cuộc tấn công lớn vào lãnh thổ Crimea là một tín hiệu quan trọng về sự chuẩn bị sẵn sàng và khả năng tác chiến hiệu quả của các lực lượng Nga trong việc đảm bảo an ninh cho công dân và lãnh thổ của mình. Thành công này cũng là minh chứng cho mức độ phối hợp của quân Nga trong trường hợp bị đe dọa, và nó cũng làm nổi bật mối đe dọa càng ngày càng tăng từ Ukraine đối với Crimea. Nếu quan sát sự kiện trên chiến trường ở Ukraine mấy ngày nay, chúng ta có thể thấy rằng Ukraine đang nỗ lực để thực hiện phản công ồ ạt ở tất cả các mặt trận. Kết quả của các cuộc phản công không mang lại cho họ những chiến thắng mang tính lật ngược tình thế. Nhưng mà các nhà quân sự cho rằng mục đích của cuộc phản công chỉ là để giúp lực lượng vũ trang Ukraine có thêm được chút lợi thế trong các cuộc đàm phán với người Nga vào cuối năm nay. Wall Street Journal đã viết về nhận định này. Bài báo này cho biết rằng một số quan chức Mỹ và châu Âu cho biết họ tin rằng kế hoạch tấn công mùa xuân của Ukraine có thể mở đường cho các cuộc đàm phán giữa Kiev và Moscow vào cuối năm nay, và rằng Trung Quốc có thể giúp đưa Nga vào bàn đàm phán. Theo các quan chức châu Âu, Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ ủng hộ các cuộc đàm phán giữa Liên bang Nga và Ukraine, trong khi Bộ Ngoại giao và CIA tỏ ra hoài nghi hơn. Họ muốn xem xét các kết quả phản công của Kiev trước. Các quan chức Pháp và Đức thì cho rằng Nhà Trắng sẽ cố gắng để tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đàm phán sau khi cuộc phản công này thành công. Trên thực tế, nếu như trông chờ vào bước đột phá từ chiến trường của kế hoạch hành động từ Ukraine, thì đây là một tín hiệu quá yếu ớt. Bởi vì ở thời điểm hiện tại thì người Nga đang nhắm vào các kho vũ khí, nơi sản xuất đạn dược, các sân bay quân sự, cũng như là các địa điểm tập kết quân đội và thiết bị quân sự của Kiev. Điều này khiến cho quân đội Ukraine vốn đang phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn vũ khí cung cấp từ phương Tây, mất đi cơ hội phản công. Cho nên, việc phương Tây tìm mọi cách để giúp Ukraine đạt được lợi thế trên bàn đàm phán vào cuối năm nay chẳng qua chỉ là cách kéo dài sự tuyệt vọng của Kiev mà thôi. Vũ khí mới nhất của Nga đang thay đổi cục diện cuộc chiến Ukraine. Hôm nay, tờ Telegraph của Anh đã viết rằng 10 máy bay chiến đấu tối tân nhất của Nga chuẩn bị phóng một loại vũ khí chưa từng được thấy trong chiến tranh. Những quả bom lượn này được gắn thêm đôi cánh, có thể tăng thêm tầm hoạt động, bay thấp và đủ xa để tránh một số hệ thống phòng không do radar điều khiển. Theo đó, thì Bộ Chỉ huy lực lượng vũ trang Ukraine đã buộc phải xem xét lại kế hoạch phản công của họ vì hành động đánh bom của Nga. Trong khi quân đội Nga đã thả ít nhất 20 quả bom lượn mỗi ngày, thì các nhà phân tích Ukraine và phương Tây lại bắt đầu suy đoán rằng việc sử dụng những vũ khí này có thể buộc Kiev phải thực hiện các thay đổi vào phút cuối cùng đối với kế hoạch phản công của mình. Các tác giả đã đề cập đến một tuyên bố của Yuri Ignat, là cố vấn của Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine, người nói rằng bom lượn của Nga là mối đe dọa rất nghiêm trọng đối với lực lượng vũ trang Ukraine. Trong những tuần gần đây, máy bay quân sự Nga đã tích cực sử dụng bom trên không, có mô đun điều chỉnh và lập kế hoạch phổ quát. Hàng không Liên bang Nga đã có cơ hội phá hủy các khu vực kiên cố của Ukraine mà không vấp phải hỏa lực phòng không. Đặc biệt chú ý là loại bom này có cánh, có thể rẻ hơn và dễ sản xuất hơn nhiều so với tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Thông số kỹ thuật và các khả năng của từng loại vũ khí này đang được ước đoán, với một số báo cáo cho rằng nó có phạm vi hoạt động lên tới 75 dặm và sai số mục tiêu là 10 mét. Nhưng thông thường nhất thì người ta vẫn tin rằng bom lượn do Nga sử dụng có tầm bắn từ 30 đến 45 dặm. Bất kể hiệu quả đánh bom như thế nào, vũ khí này đang mang lại cho các phi công của máy bay chiến đấu Nga khả năng sử dụng ưu thế không quân một cách hiệu quả để gây ảnh hưởng đến các hoạt động trên mặt đất. Và đáng chú ý là những quả bom lượn này khiến cho hệ thống phòng không của Ukraine rất khó để có thể đánh chặn. Về vấn đề này thì đại tá Yuri Ignat, là phát ngôn viên của lực lượng không quân Ukraine, đã nói trên tờ Telegraph rằng đôi khi chúng tôi có thể đánh chặn bằng S-300, nhưng những quả bom này vẫn là một vấn đề rất lớn. Còn các chuyên gia quân sự phương Tây thì cho rằng bom lượn khó bị radar phát hiện hơn so với các loại vũ khí tầm xa thông thường, khiến cho Ukraine rất khó để theo dõi chúng. Vô hiệu hóa các thiết bị của phương Tây. Vào chiều ngày hôm qua, đã xuất hiện các báo cáo về việc máy bay không người lái Lancet của Nga đã phá hủy thành công hệ thống tên lửa phòng không Avenger của Mỹ, hệ thống mà lầu năm góc gần đây đã cung cấp cho Ukraine. Cuộc tấn công vào hệ thống phòng không Avenger được thực hiện từ độ cao đủ để đảm bảo tính chính xác của đòn đánh, và kết quả là hệ thống tên lửa phòng không này bị phá hủy hoàn toàn. Như chúng ta đã biết, hệ thống phòng không Avenger được thiết kế để chống lại nhiều loại mục tiêu trên không, bao gồm cả máy bay không người lái. Tuy nhiên,
Trường hợp lần này đã chứng minh rằng việc sử dụng máy bay không người lái Lancet để chống lại hệ thống phòng không công nghệ cao là khá hiệu quả. Và nó cũng đã đặt ra câu hỏi về năng lực của các hệ thống phòng không Mỹ cung cấp cho Ukraine. Vào chiều ngày hôm qua, thì Aviapro cũng đã báo cáo rằng Lancet của Nga đã phá hủy một khẩu pháo tự hành M109 khác của Mỹ. Lancet đã kích nổ kho đạn bên trong khẩu pháo và có thể đã gây ra thiệt hại về tính mạng cho các quân nhân đang vận hành thiết bị này. Thông tin chi tiết về thương vong của các quân nhân hiện không được báo cáo. Những vụ việc này đã nhấn mạnh vai trò càng ngày càng tăng của máy bay không người lái trong các cuộc xung đột vũ trang hiện đại. Máy bay không người lái Kamikaze đã trở thành một phương tiện hiệu quả để thực hiện các cuộc tấn công chính xác, phá hủy các loại thiết bị quân sự và cơ sở hạ tầng của đối phương. Chưa dừng lại đó, Bộ Quốc phòng Romania cáo buộc rằng các lực lượng vũ trang Nga đã thực hiện một phi vụ đánh chặn nguy hiểm máy bay L-410 Tupolev của Ba Lan bay trên Biển Đen. Một thông báo về điều này đã được công bố trên trang web của Bộ Quân sự Romania. Theo các báo cáo của nhà chức trách Romania, vào ngày 5 tháng 5 năm 2023, một chiếc máy bay L-410 Tupolev của Ba Lan tham gia vào một chiến dịch dưới sự bảo trợ của cơ quan thúc đẩy quản lý biên giới châu Âu, Frontex. Chiến dịch này nhằm đảm bảo an ninh cho các biên giới của Liên minh châu Âu. Chiếc máy bay này đã bay qua vùng trung lập của Biển Đen, cách không phận Romania 60 km. Vào thời điểm này, thì một máy bay chiến đấu Su-35 của Nga đã được nhìn thấy trong khu vực. Và theo chính quyền Romania, nó đã thực hiện các hành động nguy hiểm đối với một máy bay NATO. Theo các cáo buộc, máy bay chiến đấu của Nga đã thực hiện các hành động hung hãn và nguy hiểm, áp sát máy bay Ba Lan ở cự ly cực gần, gấp 3 lần thông thường. Cách tiếp cận này đã tạo ra những nhiễu loạn nguy hiểm khiến cho phi hành đoàn của máy bay Ba Lan tạm thời mất khả năng điều khiển thiết bị và dẫn đến mất độ cao. Cũng cần phải lưu ý rằng Su-35 chỉ cách máy bay Ba Lan 5m. Và sau đó, chiếc máy bay này của Ba Lan đã buộc phải hạ cánh xuống một sân bay nằm ở phía tây bắc của Constanta. Không một thành viên nào của phi hành đoàn bị thương. Để đối phó với hành động của máy bay chiến đấu Nga, 4 máy bay quân sự NATO từ lực lượng không quân Rumani và Tây Ban Nha đã được gửi đến. Thông tin về việc họ có đuổi kịp tiêm kích của Nga hay không được cung cấp và Bộ Quốc phòng Nga cũng không bình luận về vụ việc này. Sau vụ việc thì các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu đã rung chuông báo động, khiến cho phái bộ an ninh biên giới Frontex phải đình chỉ các chuyến bay tuần tra trên Biển Đen. Sự cố này đã gây ra một mối lo ngại và để đáp lại, NATO đã cho các máy bay chiến đấu của mình xuất kích. Đại diện của chính phủ Ba Lan, Piotr Müller, đã mô tả vụ việc này là một sự khiêu khích có kế hoạch. Theo các nguồn tin mở, máy bay Ba Lan đóng tại căn cứ không quân Constanta đã định kỳ thực hiện các chuyến bay qua Biển Đen để bảo vệ biên giới EU. Tuy nhiên, nhiệm vụ cụ thể mà phi hành đoàn này thực hiện vẫn chưa được biết đến. Và việc máy bay chiến đấu của Nga thực hiện hành động nguy hiểm đối với các máy bay NATO là động thái răn đe cho thấy Nga sẵn sàng tiêu diệt bất kỳ một mục tiêu của đối phương nào khi phát hiện ra mối đe dọa đối với an ninh của Nga trên Biển Đen. Cuộc chiến giáp lá cà ở đảo rắn. Vào sáng ngày hôm nay, ngày 8 tháng 5, đoạn video về trận chiến của quân đội Nga chống lại cuộc đổ bộ của Ukraine lên đảo rắn đã được công bố. Theo các nguồn tin từ Aviapro, cuộc đổ bộ lên đảo rắn đã được thực hiện với sự hỗ trợ của tàu thuyền, phương tiện không người lái tấn công TB2 Parekta và trực thăng Mi-8. Sau khi lên bờ thì một trận chiến đã nổ ra, kéo dài vài giờ. Các cuộc đụng độ diễn ra căng thẳng và lực lượng đặc biệt Ukraine đã vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ. Phía Ukraine xác nhận rằng những người bảo vệ đảo rắn đã tích cực nổ súng và liên tục di chuyển, thay đổi vị trí của họ. Phía Ukraine chịu tổn thất về người. Một trong những video cho thấy rằng các lực lượng vũ trang Ukraine đã hỗ trợ di chuyển đồng đội bị trúng đạn. Kết quả của trận chiến này, nhiều binh sĩ Ukraine đã tử trận và bị thương, thậm chí có người không thể kịp thời rút khỏi đảo khi đồng đội của họ đã rời đi. Sau đó khoảng 1 tháng rưỡi thì quân đội Ukraine đã quay trở lại hòn đảo này. Tuy nhiên, đã không còn một ai trên đó, lính Nga đã rút khỏi đây. Cho đến nay thì đảo rắn vẫn thường xuyên được quân đội Ukraine ghé thăm. Tuy nhiên, mục đích của việc này vẫn chưa rõ ràng. Theo các giả định trước đó thì hòn đảo này có thể được sử dụng làm căn cứ trung gian để phóng các máy bay không người lái trên biển về hướng Crimea. Như vậy, cuộc chiến đòi lại Crimea của Ukraine liên tiếp gặp phải khó khăn. Những bước tiến trên chiến trường thì không đạt được hiệu quả. Hậu cần quan trọng thì bị tấn công. Trong khi đó, phía Nga lại sử dụng những loại thiết bị rẻ tiền nhưng mà đầy hiệu quả và khó bị đánh chặn, khiến cho vũ khí mà phương Tây viện trợ lần lượt bị xóa sổ. Một bài toán không có lời giải đang khiến nỗ lực phản công của lực lượng vũ trang Ukraine từng bước thất bại. Ngay cả nỗ lực để đạt được lợi thế nào đó trên bàn đàm phán cũng không thành công. Cho nên, tiến hành hòa đàm sớm ngày nào là có lợi cho Kiev ngày đó. Và bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.